Xin chào quý vị các bạn, hôm nay công ty thiết bị Song Lâm sẽ giới thiệu cho các bạn về dòng model máy đo tích hợp AC-TDS và nhiệt độ 180 của hãng HMD. Đối với dòng lúc này thì chúng ta sẽ có thể đo được 3 chỉ tiêu, đó là AC-TDS và nhiệt độ. Thì đầu út và đầu điện cực sẽ được gắn liền với nhau và bình sẽ được đặt ở cuối máy. Trên thanh phút thì sẽ có 3 nút on off, turn on và nút cuối cùng. Thì nút đầu tiên chúng ta sẽ để mở máy. Đây, để chuyển đổi giữa giá trị độ C và độ F chúng ta sẽ nhấn nút thứ hai. Để chuyển đổi giữa các giá trị đo EC và TDS. Hiện tại trên màn hình đang là đơn vị đo EC microsiemens. Để chuyển đổi qua đo TDS, chúng ta nhấn giữ nút thứ ba để chuyển đổi. Bây giờ nút đang ở chế độ đo TDS. Đây, chúng ta nhấn giữ nút thứ ba thì nó sẽ chuyển đổi giữa các giá trị đo cũng như là các chỉ tiêu đo khác nhau. Đo EC đơn vị microsiemens. Đối với TDS thì chúng ta sẽ có hai giá trị đo, đó là 0.5 và 0.7, thì chúng ta nên sử dụng đo ở giá trị 0.5. Đây, mình sẽ cắm vô nút cho các bạn nhé. Đây là đo EC ở đơn vị làm milisiemen. Đây, nhấn giữ nút thứ ba để chuyển qua đơn vị microsiemen. Nhấn những nút thứ ba chuyển qua đo TDS. Và để tắt máy nhấn giữ nút Enter. Hiện tại dòng đo 180 này thì đang được bán ở công ty thiết bị Song Long. Nếu mọi người có nhu cầu thì có thể truy cập vào trong web songlongvn.com để có thể được tham khảo và cũng như là hướng dẫn cách mua hàng. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video này.